Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em Khánh sẽ mang đến cho mọi người một mẫu xe tải nhỏ dưới 1 tấn. Cụ thể là 990 kg. Đây. Xe tải Đông Ben SM D30. Động cơ 1.5, thùng dài 2m9. Cực kỳ nhỏ gọn, tiện lợi cho các bác di chuyển trong nội thành. Bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ đến em theo số điện thoại em để phía dưới màn hình. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi chi tiết vào phần xe. Các bác có thể thấy phần đầu xe, chiếc xe này thì được khoác trên mình một màu xanh dương. Đấy, được trang bị phụ đèn pha đi cầu, tích hợp xi nhan, hai lỗ mũi to, tuyến tản nhiệt 2 tầng, mạ chrome, logo SRM màu đỏ thì nổi bật. Cầu kỳ sáng, chưa sáng xa. Có thể thấy ngay về phần bên hông xe. Bên hông xe thì có cơ 1.5 lít tương đương với công suất của máy. Đây, gương to bản hai màu đen và xanh. Đây. Sau này thì được nhà máy trang bị lốp cao su Mina với cái cỗ lốp là 175 G14. Đây, lốp hai ngang cả trước và sau. Đấy. Thùng thì là thùng nhôm tôn đấy, cực kỳ đẹp luôn. Thùng dài 2m9, dài nhất phân khúc. Đấy. tay nắm cửa mạ chrome. Hôm nay thì đã được trang bị khóa điện từ xa. Chiếc xe này là chiếc xe thùng mũi bạt, có tặng bạt cho các bác luôn ạ. Đây các bác thấy đấy, chở hàng dài mà nhẹ thì nên chọn dòng này thì cực kỳ hợp lý luôn ạ. Đây em sẽ vào phần đuôi xe để các bác xem các bác nhé. Các bác thấy những con ốc bản lề, tay nắm khóa cực kỳ là hoàn thiện luôn. Đấy, cực kỳ hoàn thiện luôn. Đấy, kỳ đẹp. Logo SRM được dán ở chính giữa. Khung đèn hậu tích hợp đầy đủ chức năng, có cam nghe lùi, có dây dán phản quang. Đấy, lốp sơ cua hôm nay thì cầu là với tỷ số truyền là 4.778, bạn thấy chưa nhanh. Con này thì là được trang bị nhíp gối, ốc xả lốp xả 3 khúc giúp giảm tiếng ồn. Đấy, trang bị sẵn camera lùi và không cảm biến lùi, vâng đây cảm biến lùi đây, cảm biến của nó này. Đấy, cảm biến lùi hai bên. Thùng cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ vào phần nội thất cho các bác xem các bác nhé. Đấy, em cửa mạ chrome, mở cửa ra các bác có thể thấy như bóng, nút bấm làm nhám, có auto kính, khóa kính trẻ em bên phụ. Con này thì được trang bị là có đèn
sương đường gầm để sương mù trước sau. Dòng Dongbe này được trang bị là kính đèn bi có thể nâng hạ tùy chỉnh. Đấy, đèn cốt quá nhá, nâng hạ tùy chỉnh. Vô lăng thì con này trang bị đó là vô lăng 3 chấu có thể kèn trên OSRM. Đấy, ghế thì được trang bị là hai ghế to bản. Đây, cực kỳ là dày luôn, to bản, ghế thì ghế nỉ thôi. Các bác nào có nhu cầu thì em có thể bọc ghế ra các bác. Đây, đèn là cảnh báo mở cửa cực kỳ to. Đấy, khoang nội thất thì rộng gần như là nhất phân khúc này các bạn. Đây, vào bên trong đóng cửa lại. Đấy, ở ngoài đường nhưng mà con này cách âm cực kỳ tốt luôn. Lòng này thì được trang bị sẵn một màn hình LCD nhỏ, ngay có thích hợp Bluetooth, đài FM, đài có điều hòa sẵn ở trên xe luôn cho các bác, điều hòa. Đấy, mặt hiển thị trung tâm thì có những gì, có một đồng hồ LCD nhỏ, các bác có thể thấy không nhỉ? Đây, đồng hồ LCD nhỏ, có báo xăng, có báo nhiệt độ, ô đồ xe, báo giờ, hai đồng hồ km, hai đồng hồ analog hai bên, kim thì chỉ bên tay phải là chỉ phòng tua, bên tay trái là chỉ km. Đấy, và đầy đủ các cảnh báo hiển thị. Đây, nó máy các bác xin nghe. Đấy, cực kỳ êm luôn, không nghe được một tiếng gì. Đấy, này thì được trang bị một màn hình có tích hợp camera lùi. Đây, em sẽ vào số lùi các bác xem nhé. Đấy, số lùi có cả phía lùi đây này, cả phía lùi đây. Đấy, những vật thể nào đi ngoài thì sẽ có cảm biến, và có cảm biến đây. Đấy, còn lùi thì cực kỳ nét luôn. Cái này thì nó đang dán cái này cho bác về bóc siêu thì là nó hơi mịn mờ một xíu. Đấy, có FM, radio đầy đủ tất cả. Đây, kính chịu điện tài và phụ. Đấy, đó, đấy. Đấy, số là 5 số tiến, 1 số lùi, vẫn như dòng xe bình thường. Động cơ xăng 1.5, máy to nhưng mà cực kỳ êm luôn các bác, cực kỳ êm luôn. Đấy, cực kỳ cao. Đấy, bác nào thì có nhu cầu thì cứ thể liên hệ với em theo số điện thoại để dưới màn hình. Đấy, em Khánh sẽ tư vấn cho các bác. Cái dòng xe này thì bên em đang mức giá công bố là 235 triệu, nguyên xe chưa tờ. Đấy, với bản thùng mui, còn nếu như bản thùng lửng hoặc là thùng kín hoặc là bán hàng lưu động thì các bác sẽ alo cho em để em báo giá trực tiếp các bác. Đấy, các bác ở tỉnh nào thì em sẽ báo giá lăn bánh ở tỉnh đấy, đầy đủ tất cả các chi phí. Chương trình khuyến mãi trong tháng 7 bên em là tặng một chỉ vàng. Đấy, giao xe tận nơi. Đấy, có thể các bác nào mà muốn thì bên em có thể khuyến mãi bọc ghế ra các bác, ghế ra cực kỳ xịn luôn. Đã, vâng, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác.